Những nội dung chính sẽ có trong chương trình diễn đàn blockchain hôm nay. Top 10 mẹo hữu ích giúp nhà đầu tư sinh tồn qua mùa downtrend. Elon Musk, tôi chưa bao giờ khuyên ai đầu tư tiền số. Ai là người thiết kế biểu tượng Bitcoin? Nguyên nhân sự sụp đổ của Three Arrows Capital là những bài học rút ra cho cộng đồng. Ấn Độ xem xét áp thêm thuế bổ sung 28% đối với ngành tiền điện tử vào tuần tới. Dự kiến Metaverse đạt định giá 5.000 tỷ đô la vào năm 2030. Sinh viên công nghệ né các công ty tiền số. Những ngành nghề phục vụ Metaverse dự kiến sẽ khát nhân lực trong thời gian tới. Blockchain Edu hiểu từ A đến Z về Metaverse. Khánh Huy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn Blockchain, nơi cung cấp những thông tin thời sự, cập nhật xu hướng đầu tư tin cậy và đáng chú ý nhất trong tuần. Ngay sau đây, Khánh Huy xin mời quý vị đến với phần tin tức trong Blockchain News. Top 10 mẹo hữu ích giúp nhà đầu tư sinh tồn qua mùa downtrend. Từ đầu năm 2022, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận xu hướng downtrend khá mạnh, khiến các nhà đầu tư lo lắng. Vậy đâu là cách để sống sót trong thời kỳ khó khăn này? Thứ nhất, phát triển thêm kỹ năng, định hướng và mối quan hệ trong thời gian này. Darren Lau, người sáng lập The Daily Edge, là tác giả của How to DeFi, hiện đang điều hành một công ty tuyển dụng. Ông nhận thấy rằng 90% nhu cầu thị trường hiện tại là dành cho DeFi. Có lẽ học viết code vào thời điểm này là một bước đi đúng đắn. 2. Đừng mang tâm lý so sánh trực tiếp với thị trường năm 2018. Hầu hết các dự án trong năm 2018 là lừa đảo và chỉ nằm trên white paper. Ở thời điểm hiện tại, thị trường hiện có hơn 140 tỷ đô la bị khóa trong DeFi và một số giao thức đang tạo ra hàng triệu USD khác. Do đó, các nhà đầu tư không nên quá lo lắng vì chắc chắn năm 2018 sẽ không lặp lại một lần nữa. 3. Chuẩn bị cho trường hợp sự sụp đổ tài chính xảy ra. Có vẻ như đây là lần đầu mà thị trường vĩ mô trở nên tồi tệ nhất với tỷ lệ lạm phát cao hơn 40 năm qua. Một số mẹo mà các nhà đầu tư có thể tham khảo. Mua Bitcoin, giữ chìa khóa tài chính của riêng bạn. Bỏ qua giá thị trường, thường đánh cược vào các coin rác. Loại bỏ đòn bẩy, chăm chỉ làm việc, chăm sóc gia đình của bạn. Sử dụng thêm thời gian để tìm hiểu các công cụ và dịch vụ tiền điện tử mới. 4. Cân nhắc giữ số coin trong túi. Điều này phụ thuộc vào dự án mà bạn đang đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nắm giữ BNB trong năm 2018 đã gặt hái được thành quả ngay sau đó. Vì vậy, hãy luôn lưu ý để cân nhắc xem có nên nắm giữ những đồng coin này hay không. 5. Điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên sống sót trong thị trường gấu. Mỗi thời kỳ đều có các xu hướng đáng chú ý, chẳng hạn như năm 2017, EOS, NEO, XRP, năm 2020 thì có giao thức DeFi 1.0. Chúng hoạt động tốt trong mỗi giai đoạn nhưng sẽ không duy trì động lực và sự hỗ trợ để tiếp tục trong các chu kỳ sau. Do đó, các chiến lược đầu tư cũng cần phải thay đổi linh hoạt, đổi mới. 6. Cải thiện công thức đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có sẵn một thuật toán đầu tư trong đầu. Việc cần làm lúc này là dành chút thời gian để suy ngẫm và đưa ra những nguyên tắc đầu tư phù hợp. Nếu không cân nhắc và nhận ra đâu là sai và đúng, thì nhà đầu tư sẽ rất dễ mắc phải những sai lầm tương tự trong những lần đầu tư tiếp theo. 7. Nắm bắt xu hướng mới. Khi phát hiện ra một dự án tiềm năng và nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng thu về những khoản lợi nhuận không tưởng. Đôi khi các giao thức có giá trị nhất của mùa tiếp theo sẽ không dễ nhận ra ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, hãy chú ý và nghiên cứu kỹ lưỡng, đừng bỏ sót chúng khi thị trường đang giảm. 8. Xây dựng một nguồn thu nhập bổ sung. Có 4 gạch đầu dòng mà các nhà đầu tư cần lưu ý, đó chính là tối ưu hóa nguồn đầu tư để tồn tại. Có một dòng thu nhập hoàn toàn không liên quan đến tiền điện tử, DCA vào các dự án Blue Chip có niềm tin mạnh mẽ trong thời kỳ giảm giá. Học hỏi, phát triển bản thân. 9. Tận dụng lợi thế của đợt giảm giá. Các nhà đầu tư có thể mua ở thời điểm giảm giá với giá rất hời. Điều quan trọng là phải dự đoán cái nào có thể tồn tại trong thị trường gấu này. Nghe có vẻ khó mà hầu hết mọi người nên liên tục mua các đồng tiền lớn như Bitcoin hoặc Ethereum. 10. Đừng cố gắng đi ngược lại thị trường. Chắc chắn một số người vẫn cố gắng thực hiện các giao dịch trong thị trường gấu như giao dịch ký quỹ hoặc bán khống. Nhưng đây không phải là cách tốt vì tình hình xấu rất có thể gây ra lỗ nặng. Thay vào đó, hãy khôn ngoan chi một số tiền nhỏ cho các blue chip giống như nhiều người đang dùng hiện tại. Elon Musk, tôi chưa bao giờ khuyên ai đầu tư tiền số. Trong một phát biểu mới đây, CEO của Tesla đã phủ nhận việc đưa ra lời khuyên đầu tư vào tiền mã hóa, dù ông nổi tiếng là người ủng hộ loại tài sản này. Tôi chưa bao giờ nói rằng mọi người nên đầu tư vào tiền mã hóa, Elon Musk đã phát biểu tại diễn đàn kinh tế Qatar khi được hỏi về tình trạng hiện tại của các loại tài sản số.
Vị tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết Tesla, SpaceX, những công ty ông điều hành đều có mua một số Bitcoin. Tuy nhiên, nó được xem là một tài khoản đầu tư nhỏ trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Phát biểu này của CEO Tesla trái ngược với thái độ ông thường thể hiện về tiền mã hóa. Qua các phát ngôn và bài đăng trên mạng xã hội, Musk nhiều lần quảng bá cho các khoản đầu tư tiền số. Trong khi đó, theo Mark Abel, Elon Musk chưa bao giờ thực sự đưa ra lời khuyên đầu tư kiểu mọi người nên mua tiền số hoặc những điều tương tự như vậy. Do đó, việc người đàn ông giàu nhất hành tinh phủ nhận việc từng khuyến nghị đầu tư là có cơ sở. Vì cộng đồng nhà đầu tư tiền số tin rằng Elon Musk ủng hộ, khuyến khích mua tiền số đến từ những bài đăng trên tài khoản Twitter có gần 100 triệu người đang theo dõi của ông. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 2021 khi vị tỷ phú tuyên bố chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán tại Tesla. Elon Musk có thể phủ nhận việc đưa ra lời khuyên qua bài đăng này vì ông không trực tiếp khuyến khích ai mua Bitcoin. Tuy nhiên, Mark Zuckerberg cho rằng đây là một lời kêu gọi mua Bitcoin với nhiều người bởi nó là phương tiện để mua xe Tesla của Elon Musk. Ai là người thiết kế biểu tượng Bitcoin? Satoshi Nakamoto là cha đẻ của Bitcoin không thiết kế biểu tượng hiện tại của đồng tiền này. Biểu tượng Bitcoin màu cam sáng được sử dụng trong hơn một thập kỷ qua do người dùng có nickname là BitBoy thiết kế. Khác với những bí ẩn xoay quanh Bitcoin, sự phát triển của biểu tượng đồng tiền số lớn nhất thế giới được ghi nhận khá rõ ràng trên Internet. Phát hành vào 13 năm trước bởi Satoshi Nakamoto, thiết kế đầu tiên của biểu tượng Bitcoin là hình ảnh một đồng tiền vàng với hai chữ cái BC được đặt ở trung tâm. Đến 24 tháng 2 năm 2010, Nakamoto đã công bố một biểu tượng Bitcoin mới, thay thế hai chữ cái BC bằng ký hiệu B đặt trên đồng xu vàng. Dựa trên phản hồi của cộng đồng, Satoshi đã thay đổi biểu tượng mới và phát hành các hình ảnh bản quyền miễn phí. Sau đó, biểu tượng này đã được sử dụng chính thức. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ngày 1 tháng 1 năm 2010, tài khoản BitBoy, thành viên hoạt động trên diễn đàn Bitcoin Talk đã phát hành một biểu tượng Bitcoin mới, lấy cảm hứng từ thiết kế của Satoshi. Tuy nhiên, BitBoy đã chọn thay thế đồng xu vàng bằng hình tròn màu cam kèm ký hiệu B nằm nghiêng 14 độ theo chiều kim đồng hồ. Thiết kế này được cộng đồng ủng hộ, logo Bitcoin màu cam đã trở thành biểu tượng chính thức của Bitcoin trong suốt 12 năm qua. Sau khi phát hành phiên bản hoàn thiện của logo Bitcoin, BitBoy cũng cung cấp bản quyền miễn phí tương tự. Satoshi, tài khoản BitBoy cho biết, giờ đây mọi người đều có thể sử dụng biểu tượng Bitcoin một cách tự do, ngay cả cho mục đích thương mại. Nguyên nhân sự sụp đổ của Three Arrows Capital và những bài học rút ra cho cộng đồng. Thưa quý vị, sự sụp đổ của Three Arrows Capital chỉ xảy ra sau một tháng khi mà Terra sụp đổ. Cả hai gã khổng lồ tiền điện tử này đều sụp đổ trong một khung thời gian ngắn như vậy đã làm thị trường biến động dữ dội. Chúng đã tập trung vào các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ và những bài học mà nó đã để lại. Sự sụp đổ của Three Arrows Capital và sự sụp đổ của Luna thoạt đầu đã khiến cho các nhà đầu tư vào nó mất hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, vài tuần sau vụ sụp đổ đã cho thấy tác động của nó lan rộng hơn so với dự kiến ban đầu. Quỹ tiền điện tử đã trực tiếp nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề của quả bom Luna với số tiền bị mất hơn 200 triệu đô la và được suy đoán là cao tới 450 triệu đô la. Sự sụp đổ đã khiến cho Three Arrows Capital gánh nhiều khoản nợ khác nhau, đã đặt ra nhiều biện pháp phòng ngừa đầu tư quan trọng cần được thực hiện. Với thị trường tăng giá, rất nhiều sự thận trọng đã bị quên đi vì mọi thứ liên tục được bơm. Ấn Độ xem xét áp thêm thuế bổ sung 28% đối với ngành tiền điện tử vào tuần tới. Thưa quý vị, vào ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 sẽ có một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và liên bang Ấn Độ để quyết định xem có áp thêm thuế bổ sung 28% đối với các giao dịch tiền điện tử hay không. Thuế bổ sung được đề cập sẽ được thực hiện cùng với thuế thu nhập tiền điện tử 30% đã được đưa ra trước đây. Thuế thu nhập tiền điện tử 30% có hiệu lực vào tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã mô tả luật thuế như một bước tiến khác đối với các quy định tích cực về tiền điện tử. Trong vòng vài tháng sau mức thuế mới, khối lượng giao dịch tiền điện tử đã giảm 30%. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ấn Độ không cho rằng việc đánh thuế 30% đối với thu nhập là đủ. Các khoản thuế bổ sung sắp tới ngoài 30% thuế thu nhập tiền điện tử, chính phủ Ấn Độ đang tìm cách áp dụng hai loại thuế bổ sung ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 5 năm 2022, Ủy ban thuế trực thu Trung ương của Ấn Độ đã được tiết lộ rằng đang tìm cách áp dụng mức thuế bổ sung 20% đối với thu nhập kiếm được thông qua DeFi. Giao dịch mức thuế 28% mà hội đồng sẽ thảo luận vào tuần tới đã được đề xuất lần đầu tiên bởi Hội đồng thuế hàng hóa và dịch vụ GST của Ấn Độ cũng vào tháng 5 năm 2022.
JST thành lập một ủy ban luật để phân loại phạm vi của tiền điện tử trong số các loại hoạt động này và đề xuất mức thuế phù hợp. Dự kiến Metaverse đạt định giá 5.000 tỷ đô la vào năm 2030. Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey & Company đã phát hành một báo cáo mới về Metaverse, cho biết trong 8 năm tới, lĩnh vực này có thể định giá trị 5.000 tỷ đô la, tương đương quy mô nền kinh tế của Nhật Bản. Theo báo cáo, khi Metaverse tiếp tục thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày, 50% sự kiện trực tiếp có thể được tổ chức trong không gian ảo và 80% hoạt động thương mại sẽ chịu ảnh hưởng do những điều mà người dùng làm ở đó. Vào năm 2030, điều đáng chú ý là ngoài game, báo cáo dự đoán thương mại điện tử và quảng cáo ảo là hai lĩnh vực chính có thể tận dụng Metaverse vào năm 2030, với khoảng 2.000 tỷ đến 2,6 nghìn tỷ đô la. Cũng theo báo cáo, chỉ ra 95% nhà điều hành tin rằng Metaverse có thể tác động tích cực đến ngành của họ. Trong khi đó, khoảng 2/3 người dùng hào hứng với những thay đổi tiềm năng do công nghệ tích hợp giữa thế giới ảo và thực mang lại. Ngoài việc cách mạng hóa các tương tác xã hội và hoạt động kinh doanh, Hazan cho biết mạng tích hợp của thế giới ảo có thể mở ra những con đường mới để cung cấp nhiều dịch vụ công như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm và lập kế hoạch trong không gian cộng đồng. Tuy nhiên, 31% tổng số nhà điều hành có phần lo ngại về các khoản đầu tư vào công nghệ đang phát triển vì nó được coi là một trong những không gian còn non trẻ và phát triển nhanh chóng bất ổn định. Sinh viên công nghệ né các công ty tiền số. Ashutosh Yuki, mới tốt nghiệp Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, từng rất háo hức khi được Coinbase mời làm việc, nhưng giờ cảm xúc đó đã biến mất. Cách đây chưa đến 2 tuần, chàng trai 23 tuổi còn hồi hộp từng ngày để vào làm việc tại Coinbase, sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ. Anh không quá cuồng tín với tiền điện tử và thậm chí còn không có tài khoản Coinbase khi nhận lời đề nghị làm việc tại đây. Tuy nhiên, Coinbase sau đó đã hủy lời mời với anh và hàng trăm người khác, bên cạnh việc sa thải hơn 1.100 nhân sự. Anh cảm thấy không thoải mái và thậm chí bắt đầu ác cảm với công việc trong lĩnh vực tiền điện tử. Không chỉ Yuki, nhiều sinh viên sắp và mới tốt nghiệp tại Mỹ đều bày tỏ lo ngại về việc gia nhập vào hàng ngũ kỹ sư công nghệ chuyên về tiền điện tử kể từ khi họ nhận được lời mời từ các công ty khởi nghiệp về blockchain. Những ngành nghề phục vụ Metaverse dự kiến sẽ khác nhân lực trong thời gian tới. Đến năm 2026, khoảng 25% dân số thế giới sẽ dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày trên Metaverse, theo Gartner. Điều này đặt ra câu hỏi về chính xác điều Metaverse sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào, đặc biệt trong các công việc mà Metaverse có thể tạo ra. Kỹ sư phần mềm VR AR, một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực Metaverse liên quan đến công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm tương tác trên nhiều nền tảng khác nhau, an ninh mạng, Metaverse. Metaverse cũng gặp phải nhiều mối đe dọa khác nhau như rò rỉ dữ liệu, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu. Để đảm bảo Metaverse là một không gian mạng an toàn, sẽ cần các cấp độ bảo mật mới, hiệu quả hơn, hướng dẫn viên du lịch ảo. Metaverse là một không gian hoàn toàn mới, những du khách lần đầu tiếp cận sẽ cần tới các hướng dẫn viên du lịch tư vấn trong các không gian khác nhau. Kỹ sư phần cứng, những kỹ sư này sẽ phải chịu trách nhiệm phát triển cảm biến, máy ảnh, tai nghe và thiết bị đeo, kính thực tế ảo, v.v. Các đại lý bất động sản ảo. Đã có rất nhiều các đại lý bất động sản ảo trên thị trường, chẳng hạn như Metaverse Property, những người đang bán và cho thuê đất trong lĩnh vực này. Vào tháng 12 năm 2021, một khu đất trong Sandbox đã được bán ra với giá là 4,3 triệu đô la. Đây là lý do tại sao một số đại lý bất động sản nên xem xét việc chuyển sang Metaverse. Kỹ sư chuỗi khối, Metaverse đang tạo ra một chức danh mới của các kỹ sư blockchain. Những người trong vai trò này sẽ chịu trách nhiệm tạo và triển khai blockchain kỹ thuật số cho các doanh nghiệp. Luật sư Metaverse. Metaverse đang mang đến nhiều loại tài sản mới, yêu cầu cần luật mới để quản lý cách mua, bán và quản lý chúng. Các luật sư của Metaverse sẽ chịu trách nhiệm về việc này cùng với các vấn đề khác, chẳng hạn như vấn đề bản quyền trong nghệ thuật kỹ thuật số. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần qua về thị trường blockchain và tài sản số. Ngay sau đây đến với mục Blockchain Edu với chủ đề Hiểu từ A tới Z về Metaverse. Gần đây, thuật ngữ Metaverse được rất nhiều người quan tâm, nhất là khi Facebook quyết định đổi tên công ty thành Meta. Vậy Meta là gì? Những khái niệm cùng công nghệ đi kèm và tương lai của nó sẽ ra sao? Hãy cùng Khánh Nguyên khám phá vũ trụ Metaverse. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Metaverse là gì. Không có định nghĩa nào được chấp nhận rộng rãi về một Metaverse thực thụ. Tuy nhiên, một số định nghĩa được nhiều người ủng hộ như sau.
Metaverse là một tập hợp các không gian ảo nơi bạn có thể tạo và khám phá với những người khác không ở trong cùng một không gian thực. Bạn có thể đi chơi với bạn bè, làm việc, vui chơi, học hỏi, mua sắm, sáng tạo và hơn thế nữa. Theo Facebook, định nghĩa Metaverse là một mạng lưới rộng lớn gồm các thế giới 3D được kết xuất theo thời gian thực, liên tục và các mô phỏng hỗ trợ tính liên tục của danh tính, đối tượng, lịch sử, thanh toán và các quyền và có thể được trải nghiệm đồng bộ bởi số lượng người dùng không giới hạn hiệu quả. Mỗi người có một cá nhân cảm giác hiện diện. Thuật ngữ Metaverse được cấu tạo từ hai từ: Meta là một tiền tố có nghĩa là toàn diện hơn, siêu hoặc vượt qua. Verse trong Universe có nghĩa là vũ trụ. Do đó, concept của Metaverse có hàm ý là vượt qua vũ trụ hiện hữu, hay hiểu ngắn gọn là vũ trụ ảo. Như vậy, có thể hiểu Metaverse là một vũ trụ kỹ thuật số kết hợp với các khía cạnh của truyền thông xã hội, trò chơi trực tuyến, thực tế tăng cường gọi là AR hay là thực tế ảo là VR, Internet và tiền điện tử để cho phép người dùng sử dụng công nghệ thực tế ảo để tương tác. Một số đặc điểm để xác định Metaverse là gì? Nếu Metaverse trở thành một khái niệm cụ thể thì nó phải có những đặc tính nhất định để tách nó khỏi những trải nghiệm thực tế ảo biệt lập hoặc thế giới ảo thuần túy đang hiện hữu. Có thể tổng kết lại một số đặc điểm như sau. Mở rộng quy mô lớn. Nếu Metaverse được ví von là một vũ trụ thì quy mô của nó không thể bị giới hạn được. Có thể tương tác. Khác với phim ảnh, chúng ta có thể hòa mình vào trong thế giới Metaverse và tương tác trong đó. Kết xuất thời gian thực, tức là thời gian trong Metaverse phải được đồng bộ với thời gian thực, cho dù bạn có online hay không. Thế giới ảo 3D. Thế giới trong Metaverse được dựng trong một không gian 3D. Điều này tượng trưng cho độ chân thực của vũ trụ ảo, đồng bộ và liên tục của dữ liệu, tức là thế giới Metaverse liên tục được cập nhật và đồng bộ đến tất cả người dùng, không giới hạn số lượng người dùng. Không giống như các trò chơi điện tử hiện nay, Metaverse hướng tới một khái niệm to lớn hơn rất nhiều. Nó đương nhiên không thể có giới hạn về dữ liệu hay người dùng. Ý thức cá nhân về sự hiện diện. Người tham gia có ý thức về sự hiện diện của mình trong Metaverse cho dù là dưới nhiều dạng khác nhau. Tính sở hữu và nền kinh tế. Tham gia vào Metaverse, bạn sẽ sở hữu những tài sản ảo nhất định, có thể được giao dịch trong các nền kinh tế trong thế giới số này. Vậy nguồn gốc lịch sử của Metaverse như thế nào? Mặc dù thuật ngữ Metaverse mới nổi lên gần đây, nhưng sự thật thì Metaverse đã được đề cập lần đầu tiên từ cách đây khá lâu, trước cả thời đại Internet, trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash của Neil Stephenson vào năm 1992. Stephenson đã sử dụng thuật ngữ Metaverse nhằm mô tả các thiết bị kế thừa thực tế ảo cho Internet. Vậy sự kiện gì đã làm bùng nổ Metaverse? Đỉnh điểm là từ giữa tháng 10 năm 2021, giám đốc điều hành của Facebook là Mark Zuckerberg đã quyết định thay đổi tên công ty thành Meta tại hội nghị Connect năm 2021 của Facebook. Như vậy, với tuyên bố của Mark Zuckerberg về việc sẽ định hướng Facebook từ một social media company trở thành một metaverse company, cùng với việc công ty Epic Games là công ty đứng sau tựa game Fortnite gọi vốn với 1 tỷ đô la với tham vọng đưa tựa game này trở thành metaverse, thì hiện tại Metaverse đã trở thành từ khóa hot nhất trong giới công nghệ năm 2021. Vậy Metaverse có hữu ích hay không? Metaverse là nơi chúng ta có thể học hỏi, xây dựng, chơi, giao tiếp và cộng tác với bất kỳ ai trên trái đất một cách hiệu quả. Đồng thời, nó là thế giới nhỏ hơn bằng cách kết nối chúng ta bất kể vị trí địa lý và quan trọng hơn bằng cách cho phép nhiều cơ hội hơn. Được sử dụng đúng cách, Metaverse có thể mang con người lại gần nhau hơn bao giờ hết, mang lại cho chúng ta những cơ hội mới để kết nối bất kể sự khác biệt về ngôn ngữ hoặc vị trí. Đó có thể là sự khởi đầu cho những môi trường mới, nơi chúng ta có thể xây dựng những nền kinh tế hoàn toàn mới dựa trên sự phân bố giá trị được chia sẻ. Những người hâm mộ Metaverse mô tả nó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi trải nghiệm được xây dựng bởi con người, cho con người trong một bối cảnh ngày càng dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề tiềm ẩn cần giải quyết với Metaverse, chẳng hạn như rủi ro mà chúng ta có thể phải vật lộn để theo dõi và ngăn chặn tội phạm trong một thế giới phi tập trung. Với tư cách là một loài và một cộng đồng toàn cầu, việc sử dụng khả năng của Metaverse cho mục đích tốt là tùy thuộc vào chúng ta. Metaverse có bền vững hay không? Metaverse đã là một cơ hội đáng kinh ngạc và thú vị cho nhiều người. Nhiều nhà phân tích tin rằng nó sẽ tạo ra một loạt các cơ hội mới dưới hình thức nền kinh tế mới, môi trường làm việc mới và cơ hội mới để kết nối những người khác.
Tuy nhiên, không giống như với bất kỳ công nghệ nào, Metaverse đòi hỏi sự cân nhắc và triển khai cẩn thận để thực sự bền vững. Để luôn trung thực với những giá trị đó và đảm bảo lợi ích lâu dài, bất kỳ ai làm việc về tương lai của Metaverse sẽ cần đảm bảo rằng họ đang tuân theo một số nguyên tắc nhất định, ví dụ như có ý thức về môi trường. Công nghệ mà chúng ta tạo ra Metaverse có thể giúp tạo ra những thay đổi tích cực và cơ hội để bảo vệ hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đảm bảo rằng bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện trong công nghệ này đều phải cân nhắc đến nhu cầu của môi trường. Ví dụ như các công ty có thể cần phải xem xét cách họ sẽ cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu chịu trách nhiệm về môi trường Metaverse. Về đạo đức xã hội, một khái niệm trung tâm của Metaverse là thế giới kỹ thuật số phải có thể truy cập và mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai có quyền kiểm soát Metaverse nhiều hơn bất kỳ ai khác. Tất cả chúng ta nên có tiếng nói và sự tôn trọng bình đẳng trong Metaverse. Đạo đức xã hội cần phải được duy trì trong Metaverse. Kinh tế lành mạnh. Khi thế giới tiếp tục phát triển và phát triển, Metaverse cần hỗ trợ sự phát triển của các nền kinh tế mới và sự thành công liên tục của các môi trường hiện có. Một bối cảnh Metaverse mạnh mẽ không nên chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho một bộ phận của cộng đồng, mà còn mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Ai là người sở hữu Metaverse? Mặc dù không ai sở hữu chính Metaverse cũng giống như không ai sở hữu Internet ngày nay, nhưng chắc chắn rằng sẽ có người hoặc tổ chức có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong không gian này. Ví dụ như các công ty như là Meta, Microsoft và những công ty khác muốn nằm trong số đó. Và đó là lý do tại sao họ đang đổ hàng tỷ đô la để biến giấc mơ khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Hãy tưởng tượng Metaverse giống như một hành tinh, hơn thế nữa là một vũ trụ không có giới hạn và không có chủ sở hữu. Mọi người sẽ tham gia chiếm hữu và xây dựng từng phần trong đó. Các phần thế giới này sẽ sớm kết nối với nhau thông qua các giao thức chuẩn đã được định ra. Những công ty lớn với những Big Tech sẽ là người định hình nên và nắm giữ các phần quan trọng trong thế giới này. Đây được coi là một mảnh đất màu mỡ do tài nguyên chưa được khám phá. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo các lớp trong Metaverse. Metaverse có 4 lớp layer cơ bản cấu tạo nên hệ thống mạng thế hệ mới Metaverse, bao gồm Foundation Layer là nền tảng cho sự kết nối, nó chính là mạng lưới Internet. Infrastructure Layer là về cơ sở hạ tầng cho Metaverse, có thể kể đến các linh kiện phần cứng giúp chúng ta có những trải nghiệm chân thực. Ngoài các linh kiện phần cứng thì các công nghệ để hình thành nên Metaverse cũng nằm trong layer này, tức là một số công nghệ có thể nói tới như là blockchain, AI hay là big data v.v. Content Layer. Trên layer này chúng ta sẽ có những trò chơi, ứng dụng giúp cho người dùng đắm chìm trong một hoặc nhiều thế giới khác nhau cho những trải nghiệm sống động nhất. Dream Metaverse. Đây là layer cuối cùng của Metaverse. Khi các layer dưới phát triển tới một mức nào đó thì chúng ta sẽ có một Metaverse đúng nghĩa. Vậy những công nghệ đằng sau Metaverse là gì? Blockchain và tiền mã hóa công nghệ blockchain cung cấp giải pháp phi tập trung và minh bạch cho bằng chứng về việc sở hữu kỹ thuật số, khả năng sưu tầm trong thế giới số, chuyển giao giá trị, quản trị, khả năng tiếp cận và khả năng tương tác. Trong khi đó, tiền mã hóa cho phép người dùng chuyển giao giá trị khi làm việc và hòa nhập xã hội trong thế giới kỹ thuật số 3D, thực tế ảo VR và AR, thực tế ảo tăng cường AR và thực tế ảo VR có thể mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm 3D sống động và hấp dẫn. Đây là cổng vào của thế giới ảo của chúng ta. Giống như khái niệm Metaverse, VR tạo ra một môi trường ảo hoàn toàn do máy tính thiết lập. Người dùng có thể sử dụng tai nghe, găng tay và cảm biến VR để khám phá môi trường này. AR sử dụng các nhân vật và yếu tố kỹ thuật số trực quan để biến đổi thế giới thực. Còn AR thì dễ tiếp cận hơn VR và có thể dùng trên đa số điện thoại thông minh hay thiết bị kỹ thuật số có máy ảnh. Trí tuệ nhân tạo AI trong Metaverse có thể áp dụng AI cho các nhân vật không phải là người chơi, gọi là NPC, ở những tình huống khác nhau. NPC trong hầu hết mọi trò chơi, đây là một phần của môi trường trò chơi được thiết kế để bày tỏ cảm xúc và phản hồi lại các hành động của người chơi. Một ứng dụng tiềm năng khác của AI là tạo ra các avatar Metaverse. Người dùng có thể sử dụng công nghệ AI để phân tích hình ảnh 2D hoặc quét 3D nhằm tạo ra các avatar trông giống thật và chính xác hơn. Tái tạo 3D là một trong những thách thức đối với Metaverse là việc tạo ra môi trường kỹ thuật số gần với thế giới thực nhất có thể. Nhờ sự trợ giúp của tái tạo 3D, Metaverse có thể tạo ra những không gian chân thực và tự nhiên. Thông qua máy ảnh 3D đặc biệt, chúng ta có thể biến thế giới thực thành không gian trực tuyến bằng cách kết xuất chính xác mô hình 3D chân thực mà các tòa nhà, địa điểm và vật thể thật. Sau đó, dữ liệu không gian 3D và ảnh chụp 4K HD được chuyển đến máy tính để xử lý và tạo ra một bản sao ảo trong Metaverse cho người dùng trải nghiệm. Bản sao ảo như vậy của các đối tượng trong thế giới thực còn được gọi là bản sao kỹ thuật số. Internet vạn vật.
IoT, là một trong những ứng dụng của IoT trên Metaverse là thu thập và cung cấp dữ liệu từ thế giới thực. Điều này sẽ làm tăng độ chính xác của các yếu tố đại diện kỹ thuật số. Ví dụ như nguồn cấp dữ liệu IoT có thể thay đổi cách hoạt động của một số đối tượng Metaverse nhất định dựa trên thời tiết hiện tại hoặc các điều kiện khác. Việc triển khai IoT có thể kết nối đến thế giới 3D một cách liền mạch với hàng loạt các thiết bị trong đời sống thực. Mạng 5G Internet hiện tại đã rất phát triển, tuy nhiên nhằm đảm bảo truyền tải tốt các nội dung chất lượng cao cùng lượng kết nối khổng lồ thì các đơn vị nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cho ra đời các công nghệ Internet khác nhau, ngày càng nhanh và tiện lợi hơn, điển hình có thể kể đến công nghệ 5G hiện nay. Big Data là một vũ trụ ảo, là một khái niệm rất tham vọng. Nó đòi hỏi những nền tảng kỹ thuật tiên tiến nhất, kết nối mạnh mẽ nhất và xây dựng một kho nội dung khổng lồ. Nền tảng dữ liệu lớn này đương nhiên đòi hỏi sẽ đi kèm với công nghệ và kỹ thuật xử lý của Big Data kèm theo. Về Metaverse ứng dụng trong những lĩnh vực nào hiện nay? Thể thao và giải trí. Tại công ty Game Unity, Peter Moore là người đứng đầu trực tiếp mảng thể thao và giải trí và gần đây đã ra mắt Unity Microcast, là nền tảng này sẽ phản chiếu các môn thể thao chuyên nghiệp ở chế độ 3D trong thời gian thực. Buổi phát sóng 3D đầu tiên là trận đấu giữa hai võ sĩ hỗn hợp được quay trong một đấu trường nhỏ với 106 máy quay. Chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ là một trong những nhóm đầu tiên sử dụng công nghệ AR để tác nghiệp. Tai nghe thực tế hỗn hợp của Microsoft cũng cho phép các chuyên gia y tế trên toàn cầu cộng tác hầu như trong các quy trình tiến hành phẫu thuật ở thế kỷ 21. Do đó, các bác sĩ phẫu thuật có thể sử dụng HoloLens của Microsoft bằng cử chỉ tay và lệnh thoại để hiển thị hình ảnh 3D từ quá trình quét, truy cập dữ liệu của bệnh nhân và liên hệ với các chuyên gia khác. Điều khiển rảnh tay này là một lợi ích đáng kể của phần cứng đối với các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đào tạo. NASA sử dụng AR và VR trên trạm vũ trụ để điều khiển từ xa robot hoặc hoàn thành nhiệm vụ bảo trì với hỗ trợ của AR. Trong một dự án cụ thể, phi hành gia Scott Kelly đã sử dụng tai nghe Microsoft HoloLens để tiến hành đào tạo ISS và chuẩn bị cho nhiệm vụ trong tương lai. Tiềm năng tương lai của Metaverse nằm ở đâu? Theo một báo cáo của Bloomberg vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, ước tính giá trị thị trường Metaverse sẽ đạt giá trị 800 tỷ đô la vào năm 2024. Theo hãng nghiên cứu IDC, thị trường thiết bị thực tế ảo toàn cầu sẽ tăng hơn 50% trong năm nay, dự kiến xuất xưởng tổng cộng 9 triệu thiết bị. Đến năm 2025, con số này có thể đạt đến 28,7 triệu thiết bị. Vào tháng 5 năm nay, trên Roblox là một nền tảng trò chơi phổ biến với trẻ em, phiên bản kỹ thuật số của một chiếc túi Gucci đã được bán với giá là 4.100 đô la, đắt hơn cả phiên bản thật. Sự tham gia của các ông lớn, Facebook coi Metaverse là sự kế thừa của Internet di động khi quyết định đổi tên thành Meta. Trước đó vào năm 2014, Facebook đã thâu tóm công ty Oculus VR là một hãng chuyên sản xuất kính thực tế ảo với giá là 2 tỷ đô la. Facebook cũng sở hữu mạng xã hội với hơn 3 tỷ người dùng, phát hành các đồng tiền điện tử Diem thay thế cho dự án Libra trước đó vào năm 2020. Họ đã nắm giữ các công nghệ cốt lõi cho Metaverse như Social, VR, AR, Blockchain, Big Data, IoT, AI. Tất cả chuẩn bị sẵn cho tham vọng xây dựng một vũ trụ ảo song song của mình. Google. Gã khổng lồ Google tham gia rất sớm vào cuộc đua Metaverse này bằng việc mua lại rất nhiều công ty công nghệ liên quan, cũng như phát triển các thiết bị phần cứng và phần mềm, tiêu biểu như Google Classes, Google Cardboard, Google AR Cord, v.v. Google đã trở thành cơn sốt tai nghe ở thung lũng Silicon sau khi giới thiệu Google Glass vào năm 2013. Thử nghiệm mặc dù không được đón nhận nồng nhiệt, nhưng Google đã không bỏ cuộc. Vào năm 2020, Google đã mua lại North, là một công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất kính AR trọng lượng nhẹ, sản phẩm kế thừa tinh thần về mặt chức năng của Google Glass. Google cũng đã thành lập Google Labs có thể tập trung phát triển AR, VR. Google cũng đang phát triển tai nghe AR mới có tên là Project Iris. Trong thị trường hiện tại, có những dự án Metaverse nổi bật nào? Decentraland là một thế giới kỹ thuật số trực tuyến kết hợp với yếu tố xã hội với tiền điện tử, NFT và bất động sản ảo. Dự án thực tế ảo này dựa trên nền tảng Ethereum, nơi người dùng có thể mua bán, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thậm chí đây còn được xem như một thành phố thu nhỏ khi có thể xây dựng một hội nghị ảo, mua sắm, xem nhạc, nghỉ dưỡng hoặc làm bất cứ việc gì bạn muốn. Dự án Sandbox. Sandbox là một trò chơi được phát triển dựa trên Ethereum, nơi bạn có toàn quyền tạo, chia sẻ, kiếm tiền và quản lý tài sản của mình mà không cần thông qua bất cứ nhà điều hành game nào. Đối với Sandbox, người dùng có thể tự do hoạt động và phá vỡ mọi rào cản của game truyền thống.
Các vật phẩm trong game này bao gồm Box Edit, NFT Marketplace, Game Market Land và các loại tiền điện tử đã và đang cạnh tranh để tham gia vào ngành công nghiệp game, và một số trong đó là The Sandbox gần đây cũng đã vươn lên giữa các vì sao sau khi tung ra siêu thị cung cấp bất động sản ảo được gọi là Land NFT. Metaverse đang phải đối mặt với những thách thức và hạn chế nào? Ngoài những tiềm năng đáng được mong chờ trong tương lai nêu trên thì Metaverse cũng cho thấy một số rào cản vì Metaverse vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu. Một Metaverse hoạt động đầy đủ chức năng có thể mất nhiều năm và chi phí đầu tư nghiên cứu khổng lồ. Theo các chuyên gia, rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Metaverse có thể kể đến như là nguy cơ an ninh mạng, công nghệ độc quyền và bị kiểm soát bởi những ông lớn. Các giới hạn trong phần mềm, công nghệ và thiết bị vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Bên cạnh đó, Metaverse còn yêu cầu sức mạnh về mặt tính toán và cần một nguồn lớn nhân sự, kỹ sư, nhà thiết kế, quản trị viên để giữ cho Metaverse có thể hoạt động. Đồng thời, Metaverse có thể sẽ được hưởng lợi từ các mạng lưới thành phố thông minh là nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán mạnh mẽ. Thách thức khác là về quyền riêng tư. Metaverse dựa trên các thiết bị AR và VR để mang lại trải nghiệm sống động. Nhưng công nghệ hiện nay với khả năng tích hợp camera và mã số nhận dạng duy nhất có thể dẫn đến trường hợp rò rỉ thông tin ngoài ý muốn. Tương lai của Metaverse sẽ ra sao? Tương lai của Metaverse gần như là một điều chắc chắn khi hầu như tất cả các công ty công nghệ lớn nhất hành tinh của chúng ta đều đã và đang đầu tư rất nhiều vào nó. Mặc dù một Metaverse thống nhất, duy nhất có thể còn lâu mới xảy ra, nhưng chúng ta vẫn đang thấy những phát triển có thể dẫn đến việc tạo ra nó. Chúng ta cũng không chắc chắn thời điểm nào là thực sự đạt đến một Metaverse thống nhất, nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng ta đã có thể trải nghiệm các dự án giống như Metaverse đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa quý vị, chuyên mục Blockchain Edu cũng đã khép lại chương trình diễn đàn Blockchain tuần này. Quý vị khán giả cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên hệ thống Facebook, YouTube và TikTok của MetaGate. Khánh Huyền xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.